Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn cũng như một kênh phụ là Thương Nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Cali Sài Gòn từ bao lâu nay. Vâng, kính thưa quý vị, quay trở lại với lại cháu Hồ Văn Cường, mình cũng không muốn phải quan tâm hay là minh chứng những cái điều gì mà mình cho là rằng là không đúng với lại cháu Hồ Văn Cường từ bao lâu nay. Cứ một người này đánh, một kia phải đỡ, người kia này đánh, người kia đỡ hoài. Như vậy thì nó làm cho chúng ta cũng cảm thấy nó phiền tối rất là nhiều. Nhưng mà để muốn bảo vệ cho cháu Hồ Văn Cường, tại vì cháu hiện giờ cũng vẫn chưa thực thụ bước ra để trở lại con đường ca hát, và cũng có những cái tiếng thị phi mà cháu chưa nói lên cái lòng của mình được. Thì có vài khán giả nhiều khi người ta chưa có hiểu được đó. Thì sợ người ta sẽ nghe theo cái sự dẫn dắt của cái một vài YouTuber. Họ đánh tráo khái niệm. Rồi họ để ru ngủ bằng những cái gì mà họ có thể làm được. Và khi mà những người nào mà họ thương tiếc Phi Nhung, họ thần tượng Phi Nhung, bây giờ họ lại hiểu lầm cháu Hồ Văn Cường như vậy thì oan ức cho cháu lắm. Cho nên mình luôn luôn lúc nào mình cũng lên để minh chứng rằng những cái chuyện đó là chuyện không có. Có một vài khán giả cũng nói rằng với mình rằng thôi anh đừng có bận tâm quan tâm với họ nữa, kệ họ, mình đừng có xem họ là được. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà ở đây mình chỉ sợ rằng nhiều người mà cứ nhiều khi mà người ta cứ nghe những YouTuber này họ dẫn dắt dư luận á, đi theo cái con đường mà họ vạch ra, họ tuy rằng cái chuyện họ nói nó không có được thuyết phục cho mấy, nhưng mà nhiều khi người ta nói hoài nói hoài nói vào nói hoài đó thì nó sẽ đâm ra là người khác tin là sự thật. Cũng như một câu chuyện mà cứ cái đó nói láo mà nói 10 lần thì tự nhiên cái người nghe họ họ tưởng là thật. Cũng như vậy mà mình quan tâm đến những câu chuyện mà có liên quan đến cháu Hồ Văn Cường. Đối với cháu là một người con hiếu thảo, một người mà đứa cháu mà nó biết nhìn được cái xã hội, biết nhìn được cái showbiz và chấp nhận mang tiếng oan dùm cho mẹ nuôi sau khi mẹ nuôi ra đi, và vẫn im lặng, giữ một cái thái độ im lặng. Thật ra những người mà không biết cháu á, thì cho rằng cháu im lặng thái quá làm cho họ bức xúc. Thì mình cũng nói rồi, để thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Và gần đây thì chúng ta cũng đã thấy rằng trong những đứa con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung thì được nhiều khán giả thương mến, trong ba cô con gái thì là Quỳnh Trang có cái thái độ và lời nói nhã nhặn. Còn tại sao những đứa cháu khác thì lại bị cộng đồng mạng lên án vì có những lời xảo ngôn, hay là có những cái lời mà bất kính, hay là những lời nói nó không phù hợp với lại trên mạng xã hội thì chúng ta cũng đã đủ biết. Còn đối với lại cháu Hồ Văn Cường thì như thế nào? Trong bao lâu nay cháu vẫn giữ im lặng, mặc dầu cho những YouTuber kiếm tiền bằng ba chữ Hồ Văn Cường đem cháu ra chế nhiễu, đem cha mẹ cháu ra để phỉ báng, rồi tạo dựng những câu chuyện không có, rồi có đôi khi họ lấy những câu chuyện không đâu rồi gán ghép cho gia đình của cháu để câu like, câu view. Và đôi lúc có những người YouTuber lại ăn mày khán giả, nói rằng kênh của họ bị đánh sập, kênh của họ bị fan cứng của Khương Dừa cho quấy rối. Thật ra không có những cái chuyện đó, không ai rảnh làm những chuyện đó. Mình nói lặp lại một lần nữa, không ai rảnh đi làm những chuyện đó nhưng em. Nhưng có một người này thì hay vẫn đến bây giờ vẫn còn đi theo cái trend này và chì chiết cháu Hồ Văn Cường bằng đủ mọi cách,
Nhưng mà mình theo cái cách nói chuyện của người này á, mình không biết nó có được bình thường hay không. Tại vì đôi lúc còn lôi vào chính trị vào trong đây nói nữa. Cho nên mình thấy cái người này nó có vẻ nó không được như thế nào ấy. Bây giờ chúng ta thử nghe một phần nào ha. Để coi cái người này có thù oán ân oán giang hồ gì với lại cháu Hồ Văn Cường với gia đình không. Lúc trước thì mình nghe nói là đổ tội cho ba Hồ Văn Cường là có quan hệ với lại giang hồ, rồi đổ tội cho Hồ Văn Cường là có quan hệ tình ái với lại cô giáo của mình. Người này công nhận rất là quan tưởng luôn á. Những người kia thì họ nói bằng những cách như là chợ búa một chút xíu, nhưng còn người này thì dùng những danh từ xảo ngôn mà nó hơi có vẻ như là khoan tưởng hơn. Bây giờ chúng ta tiếp tục để nghe thử người này nói gì, và rồi chúng ta sẽ minh chứng lại, và chúng ta muốn khán giả ở khắp nơi mọi nơi và hiểu được cháu Cường không phải là những gì như người này nói. Họ từ thiện, họ từ thiện. Ở đây là Phi Nhung làm á, là Phi Nhung, các bạn là Phi Nhung này á, bà thấy những cái người mồ côi đại khái là cái cuộc sống, cái đời sống của Phi Nhung á, là từ Việt Nam cho tới bên đây đó, thì các bạn Phi Nhung cũng làm mồ côi cha, đại khái là cũng 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 mồ côi, tại vì Phi Nhung là con lai, khi mà người người bố mà lính Mỹ qua Việt Nam đánh rồi là người bố cũng về lại Mỹ, thì Phi Nhung cảm nhận được cái mồ côi đó nó khổ như thế nào, cái mồ nếm nếm được cái mùi đó, từ Phi Nhung trải qua cái mồ côi nó như thế nào, thì Phi Nhung thấy những cái đứa bé mồ côi, Phi Nhung tội nghiệp, cho nên là Phi Nhung mới có cái tấm lòng giúp những cái đứa bé mồ côi này như vậy, và cái tấm lòng từ thiện như vậy, ok, chứ không phải là vì cái này vì kia vì cái nọ. Thì đừng là bên đó cũng đừng có lấy cái lòng xấu mà đi so với cái lòng tốt của Phi Nhung được. Khỏi đi mần mướn. Phi Nhung trả lời thôi vậy đi, ông bà làm công nhân nuôi cho tôi, nuôi gà cho tôi đi. Vâng thưa, khi người này livestream á thì đa số những comment vô á là để lại những cái comment mà trái chiều. Thì dư luận thì có đa chiều, thì khi người này livestream mình coi á thì những người vào, những khán giả vào thì người ta hoàn toàn không đồng ý với lại những cái tiêu chí hoặc là những cái lời nói của người bạn này. Thì người bạn này nói chữ mồ côi, thật ra Phi Nhung không có mồ côi. Phi Nhung có mẹ và có cha. Cha là lính Mỹ thì chúng ta ai cũng biết hết trơn rồi. Trừ khi nào cha mình chết hay là mẹ chết, người ta mới gọi là mồ côi. Bạn này cũng đã dùng từ đã sai rồi. Phi Nhung là không có mồ côi nha. Theo các bạn này dẫn chứng đó là Phi Nhung mới nhận bé Hồ Văn Cường này, tại vì lúc đó thì một đoạn trước đó, thì người này nói rằng là Hồ Văn Cường bày mưu tính kế để cho Phi Nhung nhận về làm con nuôi. Trong khi mà đi testing á, thì Hồ Văn Cường nói là thần tượng Phi Nhung. Đó là một sự an bài của ekip, một sự an bài của cô giáo Oanh. Thật ra người này lại không biết một mà không biết hiểu mười gì hết. Để nói lại cho bạn này nghe luôn, là khi đi thi thì gia đình Hồ Văn Cường đã mượn 500 ngàn của hàng xóm để cho cháu đi thi, và cô giáo Oanh là người điền đơn, nộp đơn cho cháu Cường. Và khi lúc mà casting á, thì vô tình thôi, một trong ban giám khảo hỏi có thần tượng người nào hay không, thì cháu Hồ Văn Cường mới nói là nữ ca sĩ Phi Nhung. Đó. Và chúng ta cũng đủ biết rằng trong những lần đi thi từ vòng trong, vòng ngoài, rồi vô vòng trong và bán kết tới chung kết, không có mặt Phi Nhung trong đó. Không có mặt Phi Nhung nha. Chưa có lần nào có hết, đi xem bé Hồ Văn Cường thi đó. Và lúc đó thì Phi Nhung chỉ nghĩ rằng là sẽ hỗ trợ cho bé học hết tới năm 18 tuổi mà thôi, chứ chưa có nhận làm con nuôi. Khi mà cháu đoạt được giải quán quân thì ekip của cháu mới có những quân sư mới nói rằng nên nhận cho Hồ Văn Cường để làm con nuôi luôn đi.
Chứ trước đó chứ Phi Nhung chưa có nhận làm con nuôi nha. Sau khi đoạt giải quán quân mới nhận Hồ Văn Cường làm con nuôi nha. Các bạn biết không, ở đây là Quang Trung nói với các bạn luôn là Phi Nhung không bao giờ mà năn nỉ hay là xin xỏ hay là cái gì mà bên Hồ Văn Cường cả. Ở đây là Quang Trung mới đưa ra cho các bạn thấy luôn là trước khi Hồ Văn Cường lên Sài Gòn đó, ở trong đó là có bà cô quanh gì của nó đã đưa ra những cái chiêu trò bẩn, tức là những cái chính sách bẩn giống như của đảng và nhà nước cộng sản gì đó, đưa ra những cái chính sách bẩn là cái chơi chiêu ăn vạ. Hồi nãy Quang Trung nói ăn vạ là như thế nào, chơi chiêu tội nghiệp. Nó gọi là tội nghiệp kế chứ không phải là khổ nhục kế. Chơi chiêu ăn vạ tội nghiệp kế. Gia đình nghèo lắm, gia đình nó là phụ hồ làm rẫy này kia, giúp tôi đi, giúp con đi, giúp gia đình con đi. Mẹ nếu mà nó có tài thật sự, nó cần gì phải làm như vậy, nó có tài thật sự thì mẹ đâu ai mà ấy đâu. Thí dụ như các bạn Tôi cũng không đồng tình với người bạn này khi mỗi lần lên chuyện mà nói chuyện hay dùng chữ mẹ đéo này kia nọ. Cái văn hóa của mình nó có một chút xíu nó không được tôn trọng khán giả khi mà khán giả nghe, biết đâu có khán giả những trẻ em mà trẻ tuổi. Và mình cũng muốn lặp lại người bạn này chắc không có coi những cái chương trình mà của bé cháu Hồ Văn Cường ngay từ lúc đầu. Không giống như chúng ta là ngay cái thuở ban đầu 13 tuổi mà đi casting là chúng ta đã coi, và cái giọng hát của cháu nó làm gây cảm xúc cho nhiều người. Và ấn tượng nhất là khi mà cái cháu biết ca giọng cổ nữa đó. Chúng ta phải coi từ cái đoạn đầu rồi chúng ta mới biết được cái mốc của thời gian như thế nào. Mà bạn này dám nói rằng cô giáo của anh biết được bài mưu tính kế chính sách của lòn vào chính trị vô. Ở nơi đây mình không nói về chính trị, mình chỉ nói về cái chuyện scandal xảy ra từ khi mà cố ca sĩ Phi Nhung mất, rồi ekip đối xử với lại Hồ Văn Cường như thế nào thôi. Chúng ta không bàn về vấn đề chính trị, nhưng bạn này đã lợi dụng nhiều kẽ hở khi mà nói chuyện, rối rất nhiều, nó dài nhưng mà không đâu ra đâu hết, hết chuyện này bắt qua chuyện kia, hết chuyện kia bắt qua chuyện nọ, nhưng mà không có cái câu chuyện thì nó không có ngã ngũ, và hay đem những cái giả thuyết lý luận cùn của mình ra và đặt vào giống như là mình là người trong cuộc. Thấy là lúc mà Đỗ Quang Chí giới thiệu cho Phi Nhung cũng nhìn và Phi Nhung cũng thấy là nó nói như vậy, rồi nó dụ Phi Nhung, nói là con chỉ ngưỡng mộ Phi Nhung thôi, nhớ không Hồ Văn Cường năm 2016. Cái đó là ai chỉ nó nói, cái đó là bà cô giáo nó chỉ nó nói, cái đó là nó có cái chiêu trò và sách vở hết đó. Ok, nó có chiêu trò và sách vở hết đó. Đây là bây giờ mình mới hỏi lại cái người này và fan của Hồ Văn Cường, bây giờ Hồ Văn Cường gạt Phi Nhung hay là Phi Nhung gạt Hồ Văn Cường? Gia đình Hồ Văn Cường là hãm hại Phi Nhung, gạt Phi Nhung, lừa gạt Phi Nhung hay là Phi Nhung lừa gạt gia đình Hồ Văn Cường? Giờ mình hỏi lại đi, xem xét lại đi, coi ai gạt ai, chưa chắc là ai gạt ai à. Ok, nhưng mà thứ nhất là quản lý cũ của Phi Nhung là Đỗ Minh Trí chứ không phải là Đỗ Quang Trí. Anh bạn này chắc cũng có chữ Quang, hình thử ra cái lùa vào chung luôn, giống như tên của mình. Rồi chúng ta cũng đã nghe rằng là gia đình của Hồ Văn Cường gạt Phi Nhung hay là Phi Nhung gạt. Ở nơi đây không phải nói ai là gạt ai, có những YouTuber mà dẫn dắt câu chuyện hoặc là đưa ra những cái vấn đề không có logic và làm mâu thuẫn cho gia đình người ta và làm cho cộng đồng mạng lại sâu xé với nhau, và nhiều khi xét đoán nó hơi thiếu chuẩn mực. Bạn này đã đi lệch hướng rất nhiều khi mà nhận định được câu chuyện, để cho nhiều khi những người fan cứng hai bên đó họ hiểu lầm với nhau, rồi họ có lời qua tiếng lại với nhau. Là cũng khổ nhất là có những YouTuber như thế này. Chúng ta phải chuẩn mực lời nói của mình, chứ chúng ta không thể nào mà muốn, chúng ta có ý, chúng ta có một cái kênh mà chúng ta muốn nói gì thì nói, thì nó không có đúng cho cái sự thật và cũng không đúng cho những người ở trong cuộc. Các bạn cứ nói thả ga, rồi ví dụ mà bị sức ép của dư luận quá hay là gì, thì bắt đầu có đăng đàn đó, tôi xin lỗi một câu, xin lỗi một câu là hết hay sao, khi mà vết thương lòng đó các bạn để lại cho người ta vĩnh viễn. Và cũng hơn là mình cũng nói rằng cái tại sao người này lại có tư tưởng rằng là cô giáo của Hồ Văn Cường đã biết được Hồ Văn Cường thi đậu vào bán kết qua dòng casting rồi sẽ vào chung kết và lấy luôn giải quán quân.
Tôi nghĩ người này cũng hay à nha, đón tới mức độ luôn á, biết được cô giáo Oanh làm như vậy được rồi, đón cô giáo Oanh sẽ nói là thần tượng, sẽ nói là ngưỡng mộ. Thời đó, lúc đó là một, nói lại cho bạn này hiểu, một trong những giám khảo hỏi Hồ Văn Cường là có thần tượng ai không, thần tượng nha, thì lúc đó Hồ Văn Cường nói là nữ ca sĩ Phi Nhung. Bạn chưa có hiểu nắm bắt được từ lúc, chắc bạn không có coi cái từ mà lúc đi casting, cho nên nhiều khi bạn nhận xét rất là nhầm, và nếu không có một chút xíu mà chúng ta nói là hơi có vẻ hơi hồ đồ chút xíu. Trước mắt á, là Quang Trung thấy á, là gia đình Hồ Văn Cường gạt Phi Nhung cho tới chết vậy thôi. Lát này đưa ra mấy cái video của Hằng á, tụi bay mới, tụi fan bên Quang Trung nói fan bên đó là tụi bay mới thấy giật mình. Nuôi cho gà khỏi mần mướn, rồi á là con gà đó cũng là con gà của ông bà chứ ai bắt bắt mất đâu mà sợ. Ông bà Mười Thu nghe vậy cũng có lý nên vâng vâng lời. Đó là nó, các bạn thấy là nó tạo ra những cái lời và những cái câu mà nó lên, nó nguyền rủa này, nó giống như là nguyền rủa hạ bệ của Phi Nhung, tức là nó như là vu khống người người quá cố. Ở đây là Quang Trung, tại vì là cái người này thì không có nổi tiếng gì, nhưng mà anh thấy nó nói như vậy á, là đôi khi bỏ lên những cái fanpage kia người ta hiểu lầm hay là những cái đó. Quang Trung cũng phân tích luôn. Cái này là những cái lời vu khống, ok, không có, ở đây là cái chuyện mà không có chạy gà chạy con mẹ hết đó. Ở đây là những cái người, Tôi thấy những lời nói của người ta là những lời nhận xét chứ không có vu khống gì hết. Còn bạn này là nói chuyện là vu khống nè. Bạn nói rằng là gia đình của Hồ Văn Cường có quan hệ với mật thiết với lại xã hội đen và để cho Phi Nhung trả tiền, mượn tiền xã hội đen. Bạn đưa bằng chứng ra đi. Rồi bạn nói cô giáo Oanh là đã biết được cái chuyện này cho nên suối Hồ Văn Cường nói là ngưỡng mộ chứ không phải là nói dùng là thần tượng. À, người ta nói là thần tượng còn bạn nói là ngưỡng mộ để cho Phi Nhung nhận làm con nuôi. Bạn nên nhớ rằng Phi Nhung khi mà nhận quán quân rồi á, đậu quán quân rồi mới là nhận làm con nuôi nha, chứ không phải trước đó. Ừ. Rồi bạn nói Hồ Văn Cường là người đã hại Phi Nhung chứ không có bệnh Covid, Covid gì chết hết. Bạn không biết là viễn tưởng của bạn hay là bạn có uống thuốc gì hay không hay là nó bị lạm thuốc hay không. Cả một cái đoàn bác sĩ trong đó bệnh viện Chợ Rẫy, bạn đã sỉ nhục tất cả cái y khoa ở Việt Nam, và trong khi bạn nói rằng Phi Nhung không có bị bệnh gì chết, đó bị áp lực của gia đình này với lại Hồ Văn Cường hại mà chết đó. Rồi xong xuôi bạn lại nói là Hồ Văn Cường để chúng ta nghe những cái lời này mà tôi cũng không thể nào tin tưởng được bạn nói cái những lời này luôn nữa. Nhưng mà lần sau tôi nghĩ rằng bạn nên dùng từ ngữ nó êm dịu chút xíu. Tôi không bắt buộc bạn phải là lịch sự, nhưng mà đừng có chửi thề trên mạng xã hội là được rồi. mà nó Quang Trung nói thẳng luôn, những người á mà họ ganh ganh đua đố kỵ, và cái người này á, là Quang Trung nói thẳng với các bạn luôn, cái lời nói nó cũng giống như cô của Hồ Văn Cường vậy, cũng giống giống như vậy đó. Rồi nó nói thêm là cái gì, quả thật là con gà của anh chị Mười Thu đẻ trứng vàng mà ngặt một nỗi để đẻ ra trứng nào, bà Phi Phi bà đếm hết, bà dím hết, đích có chia cho anh chị 10 cái trứng vàng nào. Bà nói anh chị làm ở trại gà của tôi cơm no áo ấm, gì nắng không tới đâu, mưa không ướt mặt. Đó là những lời nhận xét của khán giả khi mà anh chàng này livestream. Thì chúng ta cũng thấy rằng sự ủng hộ và lời nói trong cái lúc mà anh chàng livestream thì không ai đồng tình hết, và người ta nói lên những cái gì mà người ta nhận định là đúng trong cái tư tưởng người ta. Thì mỗi người có một cái tư duy riêng mà. Không có chia cho gia đình Hồ Văn Mười, Hồ Văn Cường, tại cái là ba của Hồ Văn Cường là Hồ Văn Mười đó. Tức là các bạn nhớ rồi, cái vấn đề mà nói là Phi Nhung bóc lột này kia không, bóc lột rồi với là Phi Nhung á là
không đưa tiền lương gì cho Hồ Văn Mười rồi này kia đó, rồi là ép ép bà Thu đó, ép bà Thu làm việc này việc kia như là ô sin nhớ các bạn nhớ không? Thì ở đây là cái câu này là ý của họ nói như vậy, tức là nói là Phi Nhung đem gia đình Hồ Văn Cường về là chỉ có ở đợ thôi, đại khái là như vậy đó. Còn cái trứng vàng mà Phi Nhung đã hứa đó, lúc mà Phi Nhung dụ gia đình Hồ Văn Cường hứa đã cho chia trứng vàng đó thì là không có. Thì các bạn thấy đó là Phi Nhung đó, trước đó đó là Phi cái trước đó là Phi Nhung, lúc mà Phi Nhung ra đi là Phi Nhung đã có những cái phương pháp, đại khái là những cái kế hoạch mà để mua nhà cho Hồ Văn Cường rồi, chứ không phải là không mua cái nhà cho Hồ Văn, lúc cái video kia Văn Trung có nói rồi, mua nhà cho Hồ Văn Cường rồi chuẩn bị lung tung hết đó. Rồi sau đó đó là nó không ngừng, lúc mà Phi Nhung nằm bệnh viện đó, thì những cái tin mà nó kêu bà Hằng lên đòi tiền, rồi những cái tin mà bên cháu của bà cô của học tục của anh đó, rồi những cái tin mà ở ngoài mà của mắc nợ của bà ông Hồ Văn Mười và mắc nợ của chị gái của Hồ Văn Cường đó, những cái tin đó rồi hù dọa Phi Nhung lúc Phi Nhung nằm trong bệnh viện, các bạn ở Quang Trung cũng có nói đó, là nó không ngừng nó nhắn tin vào và nó gây áp lực cho Phi Nhung cho tới khi Phi Nhung tắt thở. Đây là thật sự là như vậy, nó đưa những cái tin đó, thì đó, ai là cái người đứng ra mà để làm cái việc này, thì thằng Hồ Văn Cường ở đằng sau Hồ Văn Cường á, ai là cái người xúi giục là bà gì bà Thục Oanh gì đó, bà Thục Oanh, bà cô Oanh gì của nó đó. Mình biết cô giáo Oanh là cô giáo của Hồ Văn Cường chứ không phải là Thục Oanh. À, bạn này đem câu chuyện vụ án Mã Ngu, người này chắc mình nghĩ rằng có cải lương hay là coi phim ảnh hoặc là coi phim kinh dị nhiều quá. Thực ra nhiều khi có cái ý tưởng nó cũng lạ lạ, không đâu vào đâu hết, như các bạn đã nghe rồi đó. Trong khi cố ca sĩ Phi Nhung nằm trong nhà thương thì người này cho rằng là gia đình Hồ Văn Cường có liên lạc với lại ba Hồ Văn Cường có quan hệ với lại xã hội đen, rồi mượn nần gì, chỉ mượn nợ mượn nần gì đó, rồi gây áp lực cho Phi Nhung, rồi Phi Nhung tắt thở. Một cái câu chuyện không có logic, không có cái gì, nó nghe, nghe mà người ta cũng không biết là buồn cười cho cái anh chàng này sự hiểu biết, hay hoặc là một cái câu chuyện tấn tuồng dựng lên mà cũng để cho một đứa trẻ cũng không thể tin tưởng được nữa. Các bạn thấy không? Vậy mà cũng nói được mà cứ lên cứ để trù dập cháu Hồ Văn Cường hoài. Ở đây là không, các bạn thấy đó là không ai dụ ai, ok, cái vấn đề bây giờ đó Phi Nhung lên cái chương trình, lên tới cái chương trình đó thì Phi Nhung thấy như vậy rồi, Hồ Văn Cường á là mới dụ Phi Nhung, mới nói là con ngưỡng mộ cô Phi Nhung, con ngưỡng mộ, nhớ không? Bây giờ ai 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 dụ ai rồi á, cha mẹ lên cam. Lặp lại cho bạn này nhớ một lần nữa là Hồ Văn Cường nói rằng là thần tượng Phi Nhung, trong khi có một trong ba giám khảo hỏi con có thần tượng ai hay không, bạn này cứ nói sự ngưỡng mộ ngưỡng mộ, thì nó cũng giống như, nhưng mà cái câu nói của người ta là thần tượng nữ ca sĩ Phi Nhung chứ bạn này nói khi mà cháu đưa tất cả quý vị khán giả xem lại những hình ảnh mà Hồ Văn Cường đi thi lúc 13 tuổi thôi, biết dụ Phi Nhung à, nhìn cái cháu gương mặt cháu lúc đó thế nào mà bạn này nói rằng giống như là một cháu Hồ Văn Cường như là một đại gian đại ác cỡ như Tào Tháo ngày xưa vậy. Cô giáo lên nói gia đình nghèo, than than khổ, than nghèo, than này than kia, rồi ai dụ ai. Ở đây là gia đình Hồ Văn Cường dụ Phi Nhung, dụ những cái người giám khảo, nói xạo với những người giám khảo, nói cho đúng đó là gia đình Hồ Văn Cường nói xạo với bà Hằng, nói xạo với mẹ bà cô Oanh, nói xạo, nói chung là gia đình Hồ Văn Cường nói xạo với tất cả mọi người để cho người ta tội nghiệp, chứ không ai dụ ai trong đây đó. Mình không thấy là Phi Nhung dụ, là dụ như thế nào là dụ. Nếu mà Phi Nhung dụ á, là lúc đó là Hồ Văn Cường đó là nó được quán quân rồi, và nó không có than trách, nó không có than khổ than gì hết á, rồi tự nhiên Phi Nhung đi năn nỉ, Phi Nhung chạy vô đi năn nỉ, mà có cái video nào Phi Nhung năn nỉ hay không? Phi Nhung năn nỉ Hồ Văn Cường, Phi Nhung năn nỉ gia đình Hồ Văn Cường đó, thôi để tôi nuôi, thôi để tôi nuôi được. Cái bạn này dẫn dắt một hồi là đưa một câu chuyện nó lại đi, em ơi em đi xa quá, xa quá xa rồi, tự nhiên cái họ dẫn dắt câu chuyện là họ Phi Nhung vào năn nỉ để nhận Hồ Văn Cường.
nói câu chuyện thì cứ lập luận và muốn trách đổ tất cả mọi tội lỗi cho gia đình của cháu Hồ Văn Cường. Nhưng mà theo mình nghĩ rằng cái gương mặt của bạn này mà đem ra so với cả gia đình của Hồ Văn Cường thì khán giả có thể biết và nhận định ai đúng ai sai và ai gian ai hiền. Người ta có thể nói rằng tâm sinh do tướng, tướng sinh do tâm, đại khái là như vậy. Nói nếu mà chúng ta làm YouTuber thì không phải chúng ta không phải là nhà truyền thông hay gì hết, nhưng mà chúng ta cũng nên căn cứ khi mà biện luận hay chúng ta đem vào một cái sự việc nào đó, chúng ta cũng nói giảm bớt tối thiểu những sự không có để cho đừng có gây sự hoang mang cho khán giả và đừng có làm cho người trong nhà người ta nó xào xáo, và nhất là khán giả người hiểu cái chuyện này người hiểu chuyện kia và hiểu không tốt, là tại vì sao, là do chính bản thân của những người YouTuber đưa tin không tốt lành đến cho khán giả mà nghe. Có những cái video không, nếu mà có như vậy thì đúng là Phi Nhung Vũ, còn đây là không có cái video đó, không có chứng minh được là Phi Nhung Vũ. Ở đây là mẹ những cái người này đó, tức là cái người này lên những cái bài viết này, tức là hai ngày hôm nay nó lên những cái bài viết nó chửi Phi Nhung nữa, là nó nói là Phi Nhung Vũ, bởi vì là Phi Nhung biết cái thằng này là trứng vàng, quan trung không thấy là Phi Nhung Vũ. Bây giờ thằng Hồ, gia đình Hồ Văn Cường và Hồ Văn Cường dụ ban giám khảo, dụ Phi Nhung, dụ những người quản lý, dụ những người mạng xã hội nói xạo với những người mạng, hay là Phi Nhung Vũ, mình không thấy Phi Nhung Vũ. Nếu mà Phi Nhung Vũ thì có lấy ra những cái video và những cái bằng chứng là Phi Nhung đi nói với gia đình Hồ Văn Mười, đi nói với gia đình Hồ Văn Cường. Phi Nhung chính là cái người đưa thằng Hồ Văn Cường lên làm quán quần, ok, quán quần què vậy đó, ok. Rồi là Phi Nhung cũng chính là cái người mà che chở bao bọc hết cho gia đình Hồ Văn Cường, trả tiền trả lương, tức là gia đình nó tự nhiên mà dọn lên ở. Thấy như vậy là đó, các bạn thấy chưa, Phi Nhung chính là người đưa cho Hồ Văn Cường lên giải quán quân. Như vậy thì bạn nói, ý của bạn muốn nói rằng là Phi Nhung mua chuộc ban giám khảo và hối lộ ban giám khảo để đưa Hồ Văn Cường giành giải quán quân sao? Cái giải quán quân mà bạn này dùng chữ quải quần què. Một người ăn nói rất là thô kệch ở trên mạng xã hội khi mà dành cho một đứa cháu mới vừa lên 18 tuổi. Bạn có ý sỉ nhục luôn cả ban giám khảo, sỉ nhục luôn cả một ekip trong cái chương trình đó, và lăng nhục luôn mấy chục triệu người Việt Nam trong chương trình Idol Kids. Vì đây là giải mà người ta chấm vừa là những người là ban giám khảo chấm nè, rồi chương trình truyền hình nè, rồi có đài truyền hình phát trực tiếp nè, rồi hàng triệu triệu người Việt Nam bầu chọn nè. Bạn đã sỉ nhục lên tất cả những người Việt Nam xem Idol Kids, và khi mà bạn nói lên giải quần què, tôi cho rằng bạn rất là khiếm nhã khi mà dùng danh từ này để cho dành cho một quán quân của Idol Kids, mà bạn đã phỉ nhổ luôn tất cả những khán giả từ ở Việt Nam trong và ngoài nước, luôn cả một ekip, lăng nhục luôn cả đài truyền hình. Và bạn đã đi quá xa khi xem thường ban giám khảo cũng như một cái chương trình mà phải nói là tầm cỡ của quốc gia. Các bạn thấy là con mình được như vậy, bởi vì cái đó là cái kế hoạch của gia đình nó. Bởi vì nó, tại sao là kế hoạch là gia đình nó, bởi vì gia đình nó lên đó là gia đình nó nói là gia đình nó khổ, gia đình nó nghèo, gia đình nó cần tiền, gia đình nó cần sự giúp đỡ. Phải không? Báo đăng, mấy chục tờ báo đăng thì tụi bay không có thoát nổi đâu. Tụi bay lên á, ok, tụi bay lên, tụi bay nói á, là Phi Nhung á, là dụ gia đình Hồ Văn Cường, gạt Hồ Văn Cường, Hồ Văn Cường là cái trứng Phi Nhung biết, cho nên Phi Nhung mới nhận nuôi. Ta nói với tụi bay nè, trên báo đó đăng rõ khi ràng mà luôn khán là giả rằng những người mà không đồng tình là tụi bay, tụi này, tụi kia. Cái quán quần què gì đó, ok, là gia đình Hồ Văn Cường lên than vắng thở dài là nói là gia đình tao nghèo lắm, ông nội cha nó đi phụ hồ, bà mẹ nó đi làm chửi lương ông nội cha người ta đó, gia đình rất là khổ, chị thì đi lượm ve chai, tụi bay còn nhớ không? Tụi bay không có nói thật á, tụi bay chỉ có vu khống nguyền rủa rồi nói những cái lời mà bịa đặt thôi, còn nói
Cái sự bịa đặt và vu khống thì chúng ta hãy để cho bạn này tự xét và khán giả tự xét. Bạn này hồi nãy giờ là rất là vu khống cho gia đình của người ta, trong khi những người mà phản ứng khi trong khi livestream người ta phản ứng lại và người ta nói chưa có những gì nặng nhẹ, hoặc là người ta chỉ gay gắt thôi, hoặc người ta chỉ nói ra những cái mà sau câu chuyện đó thôi. Và người ta cũng có cái lý lẽ của người ta khi người ta nói cháu Hồ Văn Cường là gà đẻ trứng vàng. Đó, người ta cũng có cái lý luận của người ta. Còn bạn này bất chấp, mình phải nói là một sự thật là bất chấp trên cả dư luận và đổ tội cho Hồ Văn Cường. Là các bạn thấy không? 13 tuổi mà đổ tội cho người ta là bất chấp, là có âm mưu và có kế hoạch hẳn hoi và làm đủ thứ chuyện hết. Có đẻ trứng vàng hay không thì chúng ta hãy nhìn xem một cái đoạn này mà chúng ta cũng đều biết rằng cháu Hồ Văn Cường lúc 13 tuổi đã biết đi hát kiếm tiền về phụ giúp mẹ nuôi của mình để nuôi cho các em khác nữa, phải không? Chứ không phải cháu và gia đình cháu chỉ biết ngồi đó mà ăn không. Đó. Bây giờ chúng ta hãy coi khi mà cháu qua bên Mỹ này đi cùng với mẹ nuôi và ba người chị, trong khi mà chương trình mà Party by Night nó giảng tuồng đó, là người ta ủng hộ cháu như thế nào. Và chúng ta nhìn thấy đây đó. Người ta kêu cháu Hồ Văn Cường lại và người ta tặng bao lì xì, biết bao nhiêu bao lì xì, trong khi mấy chị của em có đi chung mà có được cái người nào được cái gì đâu. Hả? Khi mà giảng tuồng mà tất cả khán giả chào, quên ca sĩ chào khán giả đó, thì người ta cứ quắt Hồ Văn Cường lại, người ta tặng biết bao nhiêu là bao lì xì, bao thư đó, trong đó là tiền không đó, rồi tặng bông cho cháu đến nỗi mà bao nhiêu bó bông cháu đem lại tặng cho mẹ Phi Nhung của cháu nữa. Còn mấy người chị của cháu không có người nào được có cái gì hết. Là tại vì sao? Người ta mến mộ thật sự là tiếng hát của cháu Hồ Văn Cường. Đây là cái thời gian mà lúc qua bây giờ mới được 14 tuổi nè ha. Mà coi cái sự ngây ngô như thế này nè. À. Cái gương mặt như vậy là một gương mặt Tào Tháo giang hùng lắm sao? Cái gương mặt này là gương mặt đã biết sắp xếp câu chuyện để dụ Phi Nhung. Một cái gương mặt này là biết được cả tương lai sẽ đi về đâu, dụ cả ekip, dụ cả ban giám khảo luôn à. Hết sức tưởng tượng được cái người bạn này đã đưa ra những cái lý thuyết mà chúng ta không thể nào mà chấp nhận nổi luôn nữa. Đem thêm một hình ảnh nữa để coi cho quý vị xem nha. Đây nè, lúc này là cái bài Xa Mưa Dông mà gương mặt của cháu lúc mà đúng 13 tuổi đây. Cái giọng hát của em phải nói thật sự là cảm xúc mang đến người ta. Khi mà các bạn nghe 13 tuổi mà âm thanh lồng lộng như vậy thì các bạn nghĩ như thế nào về qua câu chuyện? Hãy để lại bình luận nha. Qua câu chuyện của người này đã tố Hồ Văn Cường như thế nào? Bà đó, bà thấy những cái người mồ côi đã khá là cái cuộc sống, cái đời sống của Phi Nhung đó là từ việc có đó, cái kênh của Kiều 88 ở bên Nhật á, các bạn bên đó Kiều đưa vậy không, có đúng như vậy hay không? Phi Nhung nào mà trả lời là ông bà ở trên này sửa nhà như đó cho ai ở? Cái này chính là ông Hồ Văn Mười, ông nói là muốn sống về cuộc sống cao sang, muốn mua nhà trên thành phố, muốn để dành tiền mua nhà trên thành phố, mà Phi Nhung cũng đang trước khi Phi Nhung chết á, là Phi Nhung cũng đang làm tài nguyện cho Hồ Văn Cường, mua nhà cho Hồ Văn Cường mà Phi Nhung nào mà nói như vậy. Thật ra đối với lại Phi Nhung, tôi rất là thương tiếc, tôi cũng ngưỡng mộ Phi Nhung.
Và tôi cũng không bao giờ phủ nhận công ơn của Phi Nhung đối với cháu Hồ Văn Cường, là những viên gạch, là những nền tảng cho cắt cánh cho cháu Hồ Văn Cường. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chúng ta không thể nào lấp liếm hết, lấy chuyện này lấp qua chuyện kia. Phi Nhung có nói một câu mà tất cả chúng ta đều biết hết trên mạng xã hội là mẹ sẽ cho con thêm 500 triệu khi mà con bước ra ngoài tạo lập riêng. Nhưng Phi Nhung chưa bao giờ nói là mua nhà, cắt nhà riêng cho Hồ Văn Cường. Đây là, có thể đây, bạn này đi quá xa trong câu chuyện. Nếu mà nói tốt cho Phi Nhung mà bạn lại tạo dựng ra một câu chuyện, có nghĩa là chúng ta nói là bịa đặt á. Như vậy thì không dành lời cắt cánh cho Phi Nhung thì bạn không phải là bên vực lấy lẽ phải cho cố ca sĩ Phi Nhung, mà bạn lại tạo nghiệp cho cố ca sĩ nữa. Bạn đưa một hình ảnh đẹp nhưng lại bạn trù dập con nuôi của người ta. Bạn lấy một câu chuyện không có thực tế để đem vào và bạn nói đó là hiện tượng của xã hội bây giờ. Như vậy nó không có đúng đối với lại cháu của cho cháu Hồ Văn Cường. Và tất cả chúng ta đều biết rằng, nhận định rằng cháu Hồ Văn Cường rất được nhiều người mến mộ ở trong nước và ở hải ngoại, và sẵn sàng xây nhà cho cháu, nhưng cháu đã từ chối hết tất cả. Cháu muốn đi lên bằng đôi tay và đôi chân của mình, cất cao tiếng hát của mình để kiếm ra tiền để xây dựng nhà cho cha mẹ. Hiện giờ nhà của Hồ Văn Cường không có tu sửa, không có sửa sang, không gì hết. Chỉ là tu sửa lại những chỗ nào dột thì làm lại chỗ đó, những nào rách nát cũ kỹ thì sơn hết lại chỗ đó, chứ không có mà trang hoàng hay là làm người bằng sửa chữa quy mô như lời những lời ở trên mạng này nói. Và bạn này cứ nói rằng Phi Nhung thì đã mua nhà bạc tính được tương lai đó. Bạn đưa bằng chứng ra đi. Ekip cũ của Phi Nhung mới đưa bằng chứng ra đi. Thí dụ Phi Nhung có, thí dụ có tính trước đi thì cũng tính có, cũng có thể nói với người này người kia, hoặc là có giấy tờ, hoặc có cái này cái nọ rồi. Nhưng bạn rằng này không có cái gì mà bạn cứ nói, bạn cứ nói giống như là bạn là con sâu nằm trong cơ thể của cố ca sĩ gì. Bạn hiết bấy hết tất cả. Và có những cái điều mà Phi Nhung chưa nói, bạn này cũng nói ra luôn nữa. Giống như là một người đại diện cho người đã khuất vậy. Mình cũng mong rằng câu chuyện này nó yên ấn đi. Cứ thật ra nó cũng không tốt cho người đã khuất và người đang còn sống. Tôi chỉ có một cái ý kiến như thế này. Nếu bạn ngưỡng mộ thương tiếc Phi Nhung, bạn phải ủng hộ cho tất cả con nuôi của Phi Nhung, nhất là cháu Hồ Văn Cường. Như vậy mới đúng tầm là một người YouTuber có tâm và công minh nhận xét cho tất cả. Nếu bạn cố tình trù dập cháu Hồ Văn Cường và đơm đặt những điều không có sự thật, Phi Nhung trên trời nhìn xuống sẽ rất là đau lòng. Và Phi Nhung không cần bạn đứng ra bên vực bảo vệ. Người ta đã có tiếng tăm từ lâu, bạn không là cái gì để bên vực người ta. Tiếng nói của bạn không đủ cân và cũng không đủ tầm để bên vực và bảo vệ cho Phi Nhung. Phi Nhung không cần bạn bảo vệ, tại vì tiếng tăm Phi Nhung cũng đã có rồi. Và người ta cũng chẳng có làm gì, phải không? Qua bao nhiêu việc thiện Phi Nhung làm, rồi đi giúp người trong cái cơn hoạn nạn, cái thời Covid-19 mà Sài Gòn tổn thương, đã được tặng danh hiệu rồi. Thì Phi Nhung không cần, ở đây mình nói, không cần bạn đứng ra bảo vệ. Và miễn sao bạn đừng có chù dập con người ta được rồi. Bạn đừng có nói không, rồi không nói có. Rồi cái kiếm tiền, câu view bằng những cái tích mà người ta cảm thấy có vẻ như chấn động đó, có vẻ hơi hoang mang và đi tới hoang tưởng. Ở nơi đây thì thật sự bạn đi nhiều quá xa, mà mấy cái giải quán quân mà bạn dùng cái từ này, từ kia, từ nọ thì mình thấy bạn hơi khiếm nhã trong lời nói của mình. Chắc tặng cho bạn một cái giải, chắc cũng khán giả cũng nên tặng cho bạn này một cái giải, đó là giải tán. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị các bạn và quý khán giả đã cùng với lại Kali Sài Gòn chia sẻ những điều có và những điều không có, những điều sai sự thật trên mạng xã hội đã khiến cho cư dân mạng và khán giả cũng như FC hai bên có lời qua tiếng lại không tốt, cũng vì một vài YouTuber không nói lên sự thật và uốn nắn câu chuyện, đặt điều đơm đặt
để cho hai bên hiểu lầm với nhau. Và mình mong rằng hai bên, FC của hai bên Phi Nhung và Hồ Văn Cường, chúng ta hãy bình tĩnh, chúng ta hiểu đâu là sai, đâu là đúng. Chúng ta hãy đoàn kết với nhau và giúp đỡ với nhau, chứ không phải cứ mỗi ngày và mỗi chia rẽ với nhau nữa. Mặc dầu không có thể đoàn kết nhau nữa, nhưng chúng ta cũng không cần phải lời qua tiếng lại nặng nhẹ với nhau nữa, không các bạn? Và chúng ta sẽ có những cái video nó tích cực hơn. Như vậy cuộc đời nó mới thăng hoa. Vì trong đại dịch 19 này, bây giờ Omicron nó khắp nơi, trên cả Việt Nam cũng có luôn rồi. Sáng mai thức giấc, hãy nhìn xung quanh ta, ai còn, ai mất, thì mới chúng ta mới biết được giá trị cuộc sống bây giờ là như thế nào. Đừng sân si quá, đừng ảo tưởng, và cũng đừng nên quá khích khi mà làm YouTube mà chúng ta không thể nói lên sự thật được, thì chúng ta cũng đừng có bị chuyện quá. Nó làm cho những khán giả nghe họ hoang mang nhiều lắm. Chúng ta nên lấy cái tiêu cực và những cái thăng hoa của cuộc sống để làm nền tảng để chúng ta sống vui vẻ hơn, phải không tất cả quý vị? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ, và chúc tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Bây giờ là tối rồi, chút xíu nữa mình đã dùng cơm với gia đình rồi. Ở bên Việt Nam thì bây giờ là sáng thứ tư. Chúc cho các bạn một ngày nhiều năng lượng ha. Rồi nhớ đi ra đường phải đeo khẩu trang. Và nếu mà có cái thuốc diệt khuẩn bỏ trong túi thì rất là ok luôn, để tránh dịch bệnh lây lan từ người này người khác, và bảo vệ sức khỏe cho mình, người thân, cùng tất cả những người xung quanh cũng như đồng nghiệp của mình. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.